chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Cổ Thuốc Thái Xương giới thiệu một sản phẩm hỗ trợ mát gan và tăng cường chức năng gan, đó là cà gai leo Châu Long Pháp Extra. Có thành phần đó là L-arginine, bột kim ngân hoa, bột rau má, cà gai leo, diệp hạ châu, mã đề, cỏ dứa sạn, bột cỏ hối rừng cùng các táo dược khác. Có công dụng đó là hỗ trợ giải độc gan, bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, vàng da, men gan cao, chán ăn, mệt mỏi và chức năng gan kém. Đối tượng sử dụng đó là những người uống nhiều rượu bia, thuốc có hại cho gan, đặc biệt là những người có triệu chứng như là mề đay, mẩn ngứa, men gan cao, vàng da, chán ăn, mệt mỏi. Thì cách dùng đó là ngày chúng ta sẽ uống 2 lần và mỗi lần sẽ uống 2 viên sau mỗi bữa ăn 30 phút. Để đạt được hiệu quả tối đa thì chúng ta nên sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng. Quý vị và các bạn thì có thể mua sản phẩm trực tiếp tại Quầy Thuốc Thái Dương cũng như là để lại tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận. Thì Quầy Thuốc sẽ giao sản phẩm trực tiếp đến tay cho bạn. Điện thoại đặt hàng là 0945 091 439. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi.